anh bắt cua mà bay luôn, làm tình huống siêu hồi hộp đi anh. Wow, cái này hơi bị dữ. Bobby Mon nhá, yo hello và chào các bạn đến với chuyện đạo với kênh YouTube của Vinh các bạn ơi. Và mình là Vinh đây. Nhưng mà các bạn hãy nhìn đây nè. Đây nè 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 nè. Ủa cái gì vậy trời? Ôi trời. What? Cái gì vậy? À. Ủa đây là một cái hố nhưng mà nó rất là ảo luôn nha. Bạn nào mà muốn mình nhảy xuống cái hố này thì hãy xem hết video và ấn like video này thật là nhiều luôn nha. Và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình nha. Thì hôm nay là chúng ta sẽ đến với những cái hiện tượng siêu lạ mà đến nay mà mình vẫn chưa thể giải thích ra được nha các bạn. Wow, bây giờ là vào video nào. Let's go. Ok, đến với cái điều vô lý mà mình cảm thấy rất là vô lý trong cái điều đầu tiên này. Đó chính là thường thường là các bạn biết là cái cửa ở trong Minecraft là nó có mấy cái lỗ này đúng không? Cái lỗ này thì mình thấy cảm nhận là nó rất là to. Và mình sẽ bắn ra một cây cung cho các bạn coi. Cái mũi tên này nó đủ khả năng để có thể đi qua cái lỗ ở trên cái cửa này. Rồi mình sẽ bắn vô cái cửa cho bạn coi này nha. Đây, đây, mình đã nhắm chuẩn vô nè các bạn ơi. Đây, đúng ngay đúng cái lỗ luôn nè. Nhưng mà cái mũi tên này nó không đi xuyên qua được. Ủa, vậy cái lỗ này nó có chức năng là cái gì? Ủa, wow, ủa tính ra là nó đi xuyên qua được á, nhưng mà nó không đi qua được luôn. Kỳ cục vậy, thì mình thấy là cái lỗ này nó có tác dụng là để chúng ta nhìn xuyên qua thôi các bạn ơi. Chứ là cái mũi tên nhỏ xíu như vậy mà đi xuyên qua không được. Đó, vô lý. Rồi, mình sẽ đi qua phía bên đây, mình bắn vô cái cửa sập cho các bạn coi nè. Cái cửa sập đúng không? Cái cửa sập thì nó cũng như vậy thôi các bạn ơi. Vẫn đi xuyên qua không được luôn, mặc dù là cái mũi tên này rất là nhỏ. Và tiếp tục đây là một cái thanh sắt nha. Rồi, thanh sắt cũng như vậy luôn. Trời đất ơi, không đi qua được. Rồi, cái này là cái gì đây? À, gì? Mùa nhá nhồ. À, mùa nhá nhồ, dạo này có một cái chầu lưu mùa nhá nhồ rất là hay. Rồi, bắn vô các bạn. Ủa, mình vừa chứng kiến cái gì vậy? Ủa cái bảng này mình bắn xuyên qua được các bạn ơi. Vậy là những cái thứ này bắn qua cái lỗ không được, nhưng mà cái bảng này mình có thể bắn xuyên qua cái bảng. Trời ơi, vô lý rồi nghe. Đó là điều vô lý đầu tiên. Và chúng ta sẽ qua đến với cái điều mà hiện tượng kỳ lạ tiếp theo nè các bạn. Let's go. Wow, lúc nãy không hiểu sao là các bạn chắc là đang thắc mắc là mình vừa thoát chết. Cái pha lúc nãy quá là bá đạo luôn đúng không? Rồi, thì mình sẽ kể cho các bạn lý do tại sao chúng ta lại làm được, thực hiện được cái pha đó nha. Đầu tiên là chúng ta cần một cái đôi cánh. Đó, rồi, tiếp theo đây các bạn cần cho mình một cái quả này nè. Cái quả này lúc trước nó có cái tên là quả điệp khúc, nhưng mà bây giờ là nó đổi thành cái tên gì quả chorot gì nè. Rồi, cái tên quả gì ngộ quá vậy. Rồi, giờ mình sẽ thử bay cho các bạn coi này nha. Nè. Rồi, đang bay nè, lúc này đang bay nhá. Và trên tay mình sẽ đang cầm một cái quả này. Đó, rồi mình sẽ ăn cho bạn coi nè, đang ăn nè. Ủa vậy là ăn xong là nó sẽ tự đi xuống luôn nha các bạn ơi. Thôi, bạn nào mà kiểu giống như là đang bay mà muốn đáp xuống liền luôn á, thì ăn cái quả này vô là chúng ta có thể dịch chuyển ngay, tốc biến ngay tức thì luôn nha. Quá dữ luôn. Đây, ví dụ như là mình sẽ đáp xuống đây thật là mạnh luôn nha. Ăn vô. À, như là mình hiểu rồi. Ủa, nhưng mà tại sao mình chết vậy các bạn?
Ủa mình ăn xong là nó dịch chuyển xuống là mình chết luôn. À mình hiểu rồi các bạn ơi, là do là lúc mà bay á thì mình đã đâm đầu xuống ở dưới thì nó sẽ xảy ra một cái lực gì đó. Ồ vậy là nếu mà bạn nào muốn đi xuống nhanh bằng cái quả này á thì các bạn hãy nên ngước cái mặt lên trời nha. Không thôi là bị mất máu là như chơi luôn á, thật sự là như vậy luôn á. Giờ mình sẽ làm lại nha, làm nước lại lần này nữa thôi. Mình sẽ rút kinh nghiệm cho bạn nào mà muốn học theo cái cách này nha. Đâu vậy? Đây nha. Đây, thì tốt nhất là các bạn cứ cho nó ngẩng cái đầu cao lên, sau đó ăn cái quả này. Đó, thì các bạn sẽ không bị mất máu giống như lúc nãy và không bị chết nha. Đó, và đó là cũng một cái mẹo và cũng như là một cái hiện tượng gì đó rất là bá đạo. Chúng ta sẽ qua đến với cái hiện tượng lạ kỳ lạ tiếp theo nào. Let's go. Bang bang bang. Đến với cái hiện tượng siêu lạ và siêu đặc biệt ở đây. Thì đây là các bạn thấy là có vùng đất phải không? Đất ở đây nè. Đó, sau đó các bạn hãy gõ cái lệnh này cho mình nha. Gõ cái lệnh này. Đây, gõ cái lệnh này vào mình sẽ tăng tốc độ cho cái đất này nó mọc cỏ nhanh hơn. Mình sẽ tăng tốc độ là lên 1000 lần nha các bạn. Tốc độ để cho cái đất này nè nó mọc cỏ cho nó xanh lên á, các bạn biết không? Đó, thì nãy giờ là các bạn chưa thấy là đất này nó chưa biến thành cỏ phải không? Đây, giờ khi mà mình để đây nè thì cái đất này nó sẽ lan ra nha các bạn. Đó, nó lan ra đấy anh em. Đấy, lúc đầu thì mình không đặt cái cục đất, cái khối cỏ này, nhưng mà khi mà mình đặt xong thì nó lan tỏa luôn. Đó, ghê. Ê, chờ giờ mình sẽ đặt. Ủa, công nhận là nó lan ra nhanh thiệt luôn á. Ủa, còn cái cục này nè. Ôi, rồi xong xuôi luôn rồi đó. Đó, các bạn hiểu ý chưa? Các bạn hiểu ý mình chưa? Ok, vừa nãy là mình đã thử cái cỏ xong rồi phải không? Thì tiếp tục đây, mình sẽ thử với cái loại đất này nè. Cái khối cỏ này có tên là cái gì ta? Khuẩn ti thể là. Đó là cái cục có cái màu này nè. Sau đó mình sẽ điều chỉnh cho cái cỏ này nó mọc nhanh hơn nha. Mình gõ cái lệnh giống lúc nãy luôn. Là cái này nè, mình sẽ tăng lên là 1000 lần. Đó. Và mình sẽ đặt xuống nha. Chuẩn bị quan sát nè. Vậy là từ cái cục này nó sẽ lan tỏa. Ồ, vậy là khi cái cục này nó đứng gần cái cục đất thì nó cũng lan tỏa. Nó lan dần dần giống như là cái cục kia luôn. Wow. Ôi, không biết là nó có lắp đầy không ta. Rồi mình nghĩ là có các bạn. Và không biết là cái này có gọi là hiện tượng lạ hay không, hoặc là có bạn nào đã biết cái điều này chưa. Thì bạn nào chưa biết á thì cái này dành cho bạn nào chưa biết nha. Bạn nào biết rồi thì các bạn hãy thông cảm cho mình nha. Sau khi mà mình thí nghiệm á thì mình nghĩ ra một cách rất là hay luôn nha. Là ví dụ như là mình đặt hai cái khối cỏ ở phía bên đây và mình sẽ so sánh để cho hai bên này khi mà nó kết hợp lại với nhau, kiểu giống như là nó lan tỏa bạn, nó lan dần dần á, thì hai góc này nó sẽ như thế nào nha. Giờ mình sẽ chỉnh cho cái tốc độ mọc cỏ cho nó nhanh hơn nha. Giờ mình sẽ chỉnh nè cái tốc độ cho nó tăng lên 1000 lần. Rồi. Quay. Wow. Ơi, phía cỏ xanh bên kia nó bắt đầu rồi. Còn cái cỏ phía bên đây cũng bắt đầu luôn rồi đó anh em. Rồi đi coi cái nào khi mà nó kết hợp lại với nhau sẽ trông như thế nào nha các bạn. Quay. Cố lên. Yeah. Ủa, nó sẽ trông như thế nào nhờ? Wow. Vậy là khi mà hai con này nó đụng lại với nhau thì nó chia phân nửa nha bạn. Nó chia ra một nửa. Và mình cảm thấy là cái này nó lan ra bên đây nhiều hơn. Đó là cái cục này đó các bạn. Cái cục mà khuẩn tinh thể nè, khuẩn ti thể này nè, cái cục này nè. Ghê. Vậy là chúng ta đã có câu trả lời rồi. Bạn nào muốn thử thì các bạn hãy vô game thử nha. Bên. Rồi đến với cái điều tiếp theo đây. Thì ở đây là đây, như là các bạn đang thấy thì nó giống như là một cái hố tử thần đúng không? Nhảy xuống thì nhiều bạn nghĩ là sẽ chết đúng không? Nhưng mà thực ra không phải đâu, đây là một cái hố ảo giác nha. Rồi,
nếu mà mình nhảy xuống thì cảm giác nó sẽ đã như thế nào nha. Rồi các bạn đã sẵn sàng chưa nào? Let's go. Nếu mà các bạn đã sẵn sàng các bạn ấn. Nếu mà các bạn đã sẵn sàng thì hãy nếu mà các bạn đã sẵn sàng thì hãy cho video này một like nào. Rồi. Wow. Ủa đã quá. À. Ủa công nhận là nó phê thiệt luôn á. Rồi giờ mình sẽ thử thêm một lần nữa nha các bạn ơi, mình muốn thử nữa. Rồi lần nữa nè. Wow. Nhưng mà theo mình thấy là cái này chưa đủ đã cho lắm. Để mình cài cái này vô là nó sẽ cực kỳ là phê luôn nè các bạn. Đợi mình xíu nha. Chơi các bạn đợi mình xíu. Để mình lên đây rồi mình cài. Ok, mình vừa cài cái này nè. Sau khi mà mình cài xong á các bạn thì anh em nhìn nè. Rồi ở dưới nè. Ui nhìn nó đã nó kìa. Ôi giời, cái hố của tôi nó bị cái gì vậy? Trời đất ơi. Ôi nó bị cong cong vẹo vẹo gì đó. Rồi nhảy xuống nha. Trời ơi. Sau khi mà mình nhảy cái cú này xong, chắc là mình phải đi vô bệnh viện luôn quá. Ôi nó đã thiệt luôn á. Thêm một phát thôi, Ôi cái này nó đời hư áo đưa em vào cơn mê. Ben. Wow. Rồi, bạn nào xem mà cảm giác nó quá là đã luôn, quá là sướng luôn thì hãy cho video này một like nè và đăng ký kênh cho Vinh nha. Và video mình đến đây cũng đã là kết thúc rồi các bạn ơi. Và nếu mà các bạn muốn mình ra tiếp những cái hiện tượng lạ nữa thì hãy cho video này một like nhá. Rồi, bạn nào đã xem đến đây rồi thì các bạn hãy bình luận là đã xem hết luôn nha. Bây giờ là tạm biệt các bạn và hẹn các bạn trong các video sau nha. Bye bye.